Năm 2018, tàu thăm dò của Mỹ chở hai phi hành gia là James và Houston mang sứ mệnh tìm kiếm Helium-3, một chất có khả năng sinh nhiệt cực cao có thể thay thế cho các nhà máy điện hạt nhân mà không gây ra phóng xạ độc hại. Tuy nhiên, đó chỉ là chiêu trò trong chiến dịch tái đắc cử của nữ tổng thống Hoa Kỳ Sarah. Lúc này, Houston dùng máy dò đi tìm kiếm Helium-3 nhưng anh không ngờ thứ anh tìm thấy lại khiến anh hoảng hốt như vậy. Ngay tại vùng kín của mặt trăng, vùng tối của mặt trăng lại có một căn cứ quân sự khổng lồ của Đức Quốc xã. Vừa mới quay người kêu đồng nghiệp đến xem thử thì bất ngờ phía sau một tên lính xuất hiện cầm súng bắn chết anh ta. Những tên lính khác thì dùng rocket một giờ bắn nổ con tàu thăm dò khiến James bị hất văng ra bất tỉnh nhân sự. Thì ra sau Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã thua trận nên một nhóm nhỏ các sĩ quan cùng binh sĩ đã bí mật lên mặt trăng để xây dựng căn cứ với hy vọng ngày nào đó sẽ quay về trả thù. Những đứa trẻ được sinh ra ở đây lúc nào cũng được cô giáo Renet tiêm nhiễm tư tưởng của Hitler vào trong đầu. James được tướng chỉ huy Klaus áp giải để chỗ quốc trưởng Gander. Chúng nghi ngờ anh ta là do thám được cử lên mặt trăng để theo dõi hoạt động của quân đội Đức. Đến khi mở mũ bảo hộ ra thì tất cả đều ngạc nhiên vì James là một người Mỹ nhưng da đen. Lúc này, Renet chiếu đoạn video về danh hài kịch câm Charlie rồi bắt học sinh phân tích ý nghĩa bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Khi ấy, chỉ huy Klaus cũng là người yêu của Renet đến tìm để nhờ cô phiên dịch cho tên do thám vừa mới bắt được. James bên ngoài cố gắng bắt chuyện với đám lính nhưng chúng lại coi thường màu da của anh. Tức giận, anh dùng mũ bảo hộ phang vào đầu tụi nó rồi nhảy lên một cỗ máy. Đang hí hửng tưởng thoát được rồi, ai ngờ va đầu vào bánh răng rơi mẹ xuống đường ống thông gió. Lúc này Renet hỏi Klaus hôm nay anh thấy em thế nào. Vừa mới mở mồm ra kêu ngon thì bị cái nắp cống rơi vào đầu bất tỉnh. James muốn mở cửa thoát ra bên ngoài thì bị Renet ngăn cản, bởi vì ngay khi cánh cửa mở thì cả hai liền bị hút ra bên ngoài. May mắn James đã bám lại được vào lan can và dùng tay tóm lấy người đẹp bị áp sức hút quần áo rách tả tơi rồi ném cô vào trong. Klaus tức giận định bắn chết James vì dám kiểm tra mất hàng của hắn ta nhưng người đẹp đã ra tay ngăn cản. Cộng thêm việc anh già đen nói có quen biết với Tổng thống Mỹ nên Klaus đã tạm thời tha chết cho anh. Sau đó hạ lệnh cho lính đưa game tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Richter để kiểm tra. Tại đây Klaus tra khảo và phát hiện món đồ trên người của James rất kỳ lạ. Anh vội vàng nói rằng đó chỉ là một chiếc điện thoại thông minh và cũng là máy tính thu nhỏ. Tiến sĩ nghĩ rằng anh già đen bị điên, rồi chỉ tay ra phía một cái máy siêu to khổng lồ nói đây mới là máy tính con trai của ta à. James cười lớn nói đó chỉ là đồ cổ mà thôi. Lúc này tại trụ sở của Liên Hợp Quốc, lão thượng nghị sĩ đang cố gắng biện minh cho chuyến du hành thám hiểm thất bại vừa rồi. Tuy nhiên, những nguyên thủ của các quốc gia khác cũng đoán được mưu đồ của Mỹ, đó là khai thác cạn kiệt tài nguyên trên mặt trăng giống như cái cách đưa nền dân chủ đến các nước nhiều dầu mỏ. Mà khi ấy, trợ lý tổng thống là Vivian đang rất tức giận chửi đám ekip làm ăn như cái khe hẹp giữa đùi. Cứ như thế này thì đến cái xịp rách cũng không có mà mặc, trừ ở đó mà đòi việc ít lương cao. Tại căn cứ Đức Quốc xã trên mặt trăng, Klaus ngỏ lời cầu hôn với Renet vì nghiên cứu cho thấy gen của cả hai quá hoàn hảo để sinh ra những đứa trẻ tuyệt vời. Ngoài ra, hắn cũng đang âm mưu lật đổ lại quốc trưởng để lên nắm quyền. Sau đó, hắn cùng các quan chức cấp cao đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Tiến sĩ phát hiện chiếc điện thoại của James có khả năng tính toán gấp cả triệu lần máy tính của ông. Nó có thể giúp ông điều khiển phi thuyền Hoàng Hôn để xâm chiếm trái đất. Nhưng vừa mới khởi động thì chiếc điện thoại đã hết pin. Vì vậy, Klaus muốn trở về trái đất để kiếm thêm nguyên vật liệu. Lúc này, Renet đến tìm anh da đen để hỏi thăm. Hóa ra cô chưa từng nhìn thấy ai có màu da như James nên có chút tò mò. Điều này khiến anh chàng phát bực vì nghĩ cô đang phân biệt chủng tộc. Do từng được James cứu sống nên cô đã khuyên anh nên giả vờ là người của Đức Quốc xã để không bị giết. Khi ấy, ông tiến sĩ cũng là cha của cô bước vào bên trong. Tiến sĩ thấy làn da của James không được sáng cho nên đã tiêm cho anh một loại thuốc vừa mới nghiên cứu có tên là cấp quyền công dân. Đó chính là biến James trở thành người da trắng theo đúng nghĩa đen. Hôm nay, James có nhiệm vụ đi cùng với nhóm của Klaus xuống trái đất lấy thêm nhiều điện thoại về để điều khiển con tàu Hoàng Hôn. Rất nhanh, đĩa bay của Đức Quốc xã đã đáp xuống một cánh rừng gần thành phố New York, Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải khu rừng bình thường mà là một khu rừng chuyên trồng lá đu đủ. Rất nhanh, một người phụ nữ cầm súng đe dọa họ rời khỏi nơi này. Cả đám bị tấn công bất ngờ nên bỏ chạy muốn tụt cả quần. Sáng hôm sau, trong lúc James đang tính mượn con xe của mấy anh da đen để di chuyển thì Klaus không nói lời nào nhảy luôn chiếc xe. Thế là ba người lại bị mấy anh da đen truy sát, tí nữa nằm đắp chiếu tại chỗ. Trong xe, James phát hiện mình bị biến đổi màu da nên rất tức giận. Nhưng đối diện với khẩu súng của Klaus, anh liền ngoan như cún dẫn hắn tới chỗ Tổng thống Mỹ. Khi ấy, Vivian vừa mới đốt điếu thuốc xong còn chưa kịp rít hơi nào đã bị nhóm của James bắt cóc, bởi vì cô ta là người rất thân cận với Tổng thống. Trong lúc di chuyển, James không may bị đạp văng ra khỏi xe. Vivian mặc dù bị bắt làm con tin nhưng vẫn không quên cái thói dạ nạt người khác. Klaus nói rằng mình là người của Đức Quốc xã từ mặt trăng đến đây để gửi tặng Tổng thống một món quà. Điều này khiến Vivian cười muốn thổ huyết ra ngoài. Nhưng cô ta nhận ra rằng cả hai người Đức này có thể là cứu cánh trong chiến dịch tái tranh cử nên đã đồng ý đưa họ đến gặp người đứng đầu Hoa Kỳ. Bà Tổng thống vừa nhìn thấy hai người liền trố mắt ngạc nhiên không biết hai đứa khùng điên nào vậy. Nhưng nhờ khả năng diễn thuyết của mình mà Renet đã giúp Sarah có bài phát biểu hùng hồn đầy cảm xúc trước cử tri toàn quốc. Tỷ lệ tái đắc cử tăng cao khiến hai người trở thành nhân vật quan trọng trong ekip của Tổng thống.
Trong khi đó, James mặc dù đã trở thành người da trắng nhưng vẫn phải đứng đường kiếm cơm qua ngày. Vừa nhìn thấy Renette đi ngang qua, anh liền xông vào đánh cô vì cô đã khiến anh ra nông nỗi này. Nhưng không ngờ lại bị người đẹp đi đường quyền vào ảnh đại diện. Thế là cả hai bị bớ lên phường trình bày về tội gây rối trật tự công cộng. Ông thanh tra đầu hói sau khi nghe hai người kể về bí ẩn vùng kín của mặt trăng thì muốn rụng hết miệng nó tóc luôn. Thế là thả cả hai về chứ nghe tiếp chắc đột quỵ chết quá. Renette nghĩ rằng chỉ cần biến James thành người da trắng thì anh sẽ bình đẳng với mọi người. Nhưng anh không cần điều này vì một người mà để mất đi gốc gác của mình thì không xứng đáng có được danh dự. Từ nhỏ cô đã được tiêm nhiễm tư tưởng Đức Quốc xã là một chế độ tốt và đầy lòng nhân từ. Để chứng minh cho James, người đẹp đã tiến đến bắt chuyện với mấy tên côn đồ đeo biểu tượng chữ vạn trên tay. Ai ngờ bọn chúng lại muốn hái đào gẹo bướm. Trong khi cô đang chật vật chống lại chúng thì ông chồng tương lai lại đang vất vả quần nhau với con quái vật ba đầu Phi Viên. Nhưng sắp được đưa củ khoai vào lò thì hắn ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Không ngờ quốc trưởng Gander lại xuất hiện ở đây. Ông ta ra lệnh cho người mang con quái vật ba đầu ra ngoài và tiêu diệt nó vì tội nói quá nhiều. Còn Clau cũng bị phát hiện tội phản quốc thông qua chiến dịch tái đắc cử của Tổng thống Melk. Cùng lúc đó, hạm đội gồm hàng trăm phi thuyền của Đức Quốc xã cũng đã áp sát địa cầu. Nhưng trong lúc Gander định xử tử Clau thì đột nhiên tiếng súng vang lên giết chết ông ta cùng đám lính. Hóa ra con quái vật ba đầu Vivian vẫn chưa chết. Hai người James và Renette may mắn sống sót vì súng hết đạn. Sau khi giết Gander, Clau lên nắm quyền trở thành quốc trưởng và bắt đầu thực hiện kế hoạch xâm chiếm địa cầu. Ngay lập tức tàu con được thả ra rồi nhanh chóng di chuyển xuống trái đất. Chúng bay qua tượng nữ thần tự do và để lại đúng cái nịt. Người dân thấy cảnh tượng này liền hoảng sợ vội chạy tụt cả quần. Trong khi cả nước đang nháo nhào lên thì bà Tổng thống lại hết sức vui mừng vì không cần phải tạo ra ngày 11 tháng 9 nữa. Chỉ cần chỉ huy quân đội phản công để lùi cuộc chiến với người ngoài hành tinh là chắc ghế Tổng thống rồi. Mà bên ngoài lúc này cuộc không chiến diễn ra hết sức ác liệt. Rất nhiều máy bay chiến đấu của cả hai phe bị tiêu diệt. Vì không muốn nhiều người vô tội phải chết nên Renette đã nhờ James cùng mình trở về mặt trăng để ngăn chặn cuộc chiến. Ngay khi họ vừa xuất phát thì quân Đức đã ném một viên thiên thạch xuống trái đất gây ra vụ nổ thảm khốc. Trong khi đó, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, các nguyên thủ quốc gia lại đang sốc nặng sau khi phát hiện phi thuyền ngoài hành tinh có biểu tượng hình chữ vạn. Sarah nói rằng Đức Quốc xã đã bí mật xây dựng căn cứ tại vùng kín của mặt trăng để tiêu diệt bọn chúng. Nước Mỹ đã phóng phi thuyền USS do Vivian chỉ huy thực hiện nhiệm vụ này. Vì bị Clau bỏ rơi nên cô ta nuốt cục cướp vào người thề sẽ bóp chết con chim sơn ca của hắn. Nhận được lệnh của Tổng thống, ngay lập tức hệ thống vũ khí trên tàu USS được triển khai tấn công phi đội của quân Đức. Rất nhiều chiến thuyền của địch bị tiêu diệt. Tuy nhiên quân địch cũng không phải dạng vừa khi tổ chức phản công khiến USS phải cầu cứu khẩn cấp. Đúng lúc này từ đâu xuất hiện rất nhiều phi thuyền khác đến yểm trợ. Nhưng bà Tổng thống Mỹ lại tức giận nói với các nguyên thủ quốc gia khác rằng các người đã lừa dối khi chế tạo vũ khí rồi giả dạng thành vệ tinh đưa lên quỹ đạo trái đất. Của thế cái phi thuyền USS kia từ cái gì mà ra? Trong khi cả đám lãnh đạo đang ngồi cãi nhau chí chóe thì Clau đã bay về mặt trăng. Hắn lập tức cho khởi động chiến dịch thứ hai, đó là đưa toàn bộ lính vào trong chiến thuyền Hoàng Hôn để bay đến trái đất. Lúc này cuộc chiến ngoài vũ trụ vẫn diễn ra ác liệt. Sau khi chiến thắng được đợt tấn công đầu tiên của quân Đức, Vivian hí hửng chỉ huy đội tàu chiến đội lốt vệ tinh tiến đến mặt trăng. Lúc này James và Renata cũng đã trở về, hai người lập tức chia nhau thực hiện nhiệm vụ phá hoại kế hoạch của tên Clau. Phía bên kia, Vivian sau khi xác định được căn cứ địch liền ra lệnh chuẩn bị phóng bom nguyên tử. Mọi người nói rằng bên dưới có thể có trẻ em nhưng cô ta đáp Hoa Kỳ không đàm phán với khủng bố. Thế là một loạt tên lửa được phóng ra giết chết rất nhiều người dân cùng trẻ em ở đây. Biết căn cứ bị tấn công nên Clau đã gọi điện cho tiến sĩ nhanh chóng hoàn thành kết nối điều khiển chiến thuyền tàu Hoàng Hôn. Tuy nhiên ông tiến sĩ lại bị James cầm cờ lê phang cho muốn đang xuất khỏi mặt trăng. Mặc dù chưa chuẩn bị xong nhưng Clau vẫn cho người đưa vũ khí bí mật được chế tạo trong suốt 40 năm qua xuất phát. Những chiến tàu của trái đất chỉ bé như những con kiến khi đối mặt với con tàu Hoàng Hôn. Vivian không tỏ ra một chút sợ hãi, vẫn quyết tâm phóng tên lửa tấn công địch. Lúc này Clau hạ lệnh trả đũa bằng cách dùng vũ khí Helium 3 bắn thẳng về trái đất. Vì tầm bắn vẫn còn khuất trong đường chân trời của mặt trăng nên hắn bắn luôn một phần mặt trăng để khỏi bị cản trở tầm nhìn. Những mảnh đất đá bay lên va vào tàu USS khiến nó bị hư hỏng nặng. Chỉ cần một phát bắn nữa thôi là trái đất sẽ lâm nguy. Khi ấy James đang cố gắng phá hủy hệ thống điều khiển nhưng bất ngờ bị ông tiến sĩ tấn công phía sau lưng. Đúng lúc ông ta định dùng máy khoan giết chết anh thì Renette phát bài quốc ca Đức Quốc xã khiến ông ta đứng dậy chào cờ, thế là bị James đánh cho xém thọt hòn lên cổ. Bên này Clau đang chuẩn bị tấn công trái đất thì người đẹp xuất hiện chĩa súng về phía hắn. Tuy nhiên tên cáo giả này đã nhanh trí đá vỡ quả cầu trung tâm khiến khói bay mù mịt. Renette vì vậy mà bị hắn tước súng và khống chế. Nhưng thay vì giết ngay thì hắn lại nói làm nhảm kể thành tích trong quá khứ. Kết quả là bị người đẹp lừa chỉ tay ngay vào chỗ bóng đèn bị vỡ rồi bị giật cho bất tỉnh nhân sự. Nhưng hắn đã nhanh chóng tỉnh lại dùng dao tấn công cô. Trong lúc hoảng loạn, Renette đã vơ đại chiếc giày cao gót kim thẳng vào đầu hắn. Có ai ngờ quốc trưởng của Đức Quốc xã lại chết vì một chiếc giày xuyên táo. Phía bên kia James đã liều mình dùng tay không để lấy chiếc máy tính ra khỏi bảng điều khiển trung tâm.
con tàu hoảng hôn mất lái rơi nhanh xuống bên dưới. May mắn James và Renette đã kịp thời dùng kén thoát hiểm rời khỏi con tàu này trước khi nó bị phá hủy. Cứ tưởng bình yên đã trở lại nhưng không ngờ một cuộc chiến mới lại xảy ra, bởi vì mặt trăng chứa rất nhiều helium-3 nên Mỹ muốn khai thác độc quyền. Điều này dẫn đến cãi vã và biến Liên Hợp Quốc trở thành một cái chợ vỡ. Các nguyên thủ quốc gia có gì dùng lấy liên tiếp thi triển chiêu thức vào ảnh đại diện của nhau. Con người vẫn mãi là những kẻ tham lam không có điểm dừng. Vài phút trước họ bắt tay nhau để chống trả kẻ thù nhưng chỉ vì một chút tài nguyên mà họ lại chĩa súng tiêu diệt lẫn nhau. Có lẽ ngày mà thế giới bị hủy diệt hoàn toàn sẽ không còn xa nữa nếu con người cứ tiếp tục sống theo cách này. Cuối phim, James đã tìm được thuốc giải và trở về đúng với bản chất của mình. Anh cùng với Renette ở lại mặt trăng để giúp những người ở đây xây dựng cuộc sống mới. Còn loài người trên trái đất đang tích cực phóng tên lửa hạt nhân để giúp nhau sớm đoàn tụ với tổ tiên dưới suối vàng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.